Có thể bạn chưa biết trong Naruto Shippuden, mỗi chiếc mặt nạ của Obito đều mang một ý nghĩa riêng. Chiếc màu cam mà Obito thường sử dụng đại diện cho năng lực Kamui. Chiếc mặt nạ có 3 mắt cùng với họa tiết Rinnegan và có một điểm trên trán là đại diện cho nhiệm vụ cuối cùng vô hạn The School Yumi. Và chiếc mặt nạ vằn có 9 điểm gần mắt là đại diện cho 9 đuôi của cửu vĩ. Obito lần đầu tiên xuất hiện với chiếc mặt nạ này là vào ngày Naruto được sinh ra. Và họa tiết trên chiếc mặt nạ cũng khá giống với lần đầu tiên cửu vĩ xuất hiện trong tập 1 Naruto. Trước khi đi tìm mẹ của Naruto, Obito phải đi thăm mộ Rin trước rồi mới thực hiện nhiệm vụ bắt cửu vĩ lần này. Nhiều năm về sau, trong nhiệm vụ bắt tam vĩ cùng với Deidara, Obito lúc này im lặng đến bất ngờ khiến Deidara cũng phải ngạc nhiên sao hôm nay thằng đệ của mình lại im thế. Bởi vì nằm trên tam vĩ, anh lại nhớ đến Rin. Và đó chính là điều